chợ, Mimi đã mua những loại ớt. Đầu tiên đó là ớt kiển. Đây là ớt kiển nha các bạn. Ớt này thì nó không cay mà nó có vị hơi ngọt ngọt và có màu đỏ rất là đẹp. Tiếp theo đó là ớt hiểm. Đây là trái ớt hiểm. Ớt này thì ai cũng biết là nó rất là cay. Và đây là ớt sừng. Ớt này thì siêu cay luôn đó. Và để tăng thêm phần đẹp mắt cho món ăn thì Mimi sử dụng cà chua. Đây là cà chua chín nha các bạn. Và một cái gia vị không thể thiếu trong mỗi món ăn của người Việt Nam đó là tỏi. Tỏi nha các bạn. Và tên, hôm nay Mimi sẽ thực hiện món ớt sa tế kiểu miền Trung. Ớt thì chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta bỏ cuống đi. Và bây giờ chúng ta sẽ xắt cái ớt này ra. Vì ớt này nó bự, hai ớt này nó bự thì mình phải xắt ra, rồi xong chúng ta sẽ cho vào trong máy xay. Ớt này không cay ha các bạn ha, chúng ta xắt. Còn nếu như còn ớt sừng như thế này thì các bạn sợ cay quá thì các bạn có thể rạch ra lấy hộp và chúng ta cũng xắt miếng y chang như vừa rồi. Sau khi ớt mình đã xắt ra thành miếng miếng rồi, giờ mình sẽ cho vào trong máy xay. Mình sẽ xay những cái phần ớt này. Sau khi ớt mình xay xong rồi các bạn, đó nó rất là nhuyễn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra và bắt đầu bắt lên bếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ra một cái tô để đựng. Nè các bạn cũng đừng xay nhuyễn quá ha. Tại vì xay nhuyễn quá thì nó sẽ ra cái nước thì nó sẽ không ngon cái ớt cream của mình. Chúng ta xay vừa thôi. Là băm tỏi. Tỏi thì chúng ta cũng xắt đôi như thế này. Xong chúng ta sẽ cho vào trong cái máy xay như thế này chúng ta xay. Cái món ớt rim này chúng ta càng nhiều tỏi thì càng thơm và ngon hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ trụng sơ hai quả cà chua này để chúng ta lột vỏ và bỏ hạt để xay. Cà chua sau khi chúng ta trần sơ qua nước sôi, chúng ta lột vỏ, chúng ta sẽ xắt làm đôi và bỏ hạt nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong máy để chúng ta xay. Ở đây là tất cả những nguyên liệu chúng ta đã sơ chế nãy giờ. Thì ở đây là 400g ớt xay, 100g tỏi xay. Ở đây chúng ta sử dụng nó là 150g đường, 150ml nước mắm và 100ml dầu. Và đây là cà chua xay của chúng ta, đây là hai trái cà chua xay này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt lên bếp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp. Chảo nóng rồi chúng ta sẽ cho dầu vào ha. Đặc biệt ở món sa tế chúng ta phải cho nhiều dầu. Tiếp theo các bạn, dầu đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho một nửa cái phần tỏi xay nào vào trong chảo để chúng ta phi cho nó thơm.
Rồi sau khi tỏi đã thơm, bốc mùi thơm lên rồi, chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi ớt xay này vào. Cho luôn cả cái phần cà chua xay vào luôn ha. Giờ chúng ta để lửa vừa thôi, đừng để lửa lớn quá ha. Chúng ta sẽ đảo đều cái phần ớt này. Các bạn cho vào đây 200g đường ha. Các bạn cho hết vào đây. Các bạn nhớ là rim ớt này với lửa vừa, chứ bạn đừng để lửa lớn quá thì nó sẽ cháy cái phần ớt của mình thì sẽ không ngon. Các bạn để lửa vừa thôi. Các bạn rim cho đến khi nào mà cái phần ớt này nó kẹo lại. Cái phần ớt này nè, các bạn có thể gia giảm cái lượng đường tùy theo cái khẩu vị của mình ha. Gia đình mình thích ăn hơi ngọt một xíu nên mình thêm một ít đường nữa. Rồi, khi mình đã quậy một chút xíu ớt rồi ha, được một thời gian rồi chúng ta sẽ cho phần nước mắm này vào. Bây giờ cái phần ớt của chúng ta đã quánh lại rồi nè các bạn, sánh lại rồi nè ha. Và cái phần nước nó cũng đã rút hết rồi. Vậy là đã đạt yêu cầu rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp ha. Lúc nãy chúng ta còn một nửa phần tỏi mà chúng ta chừa lại, thì bây giờ chúng ta sẽ phi vàng cho nó thơm, thiệt là thơm. Sau đó chúng ta sẽ trộn đổ cái đó vào trong cái phần ớt riêng lúc nãy chúng ta trộn đều. Rồi chúng ta sẽ để nguội. Thì cái phần dầu tỏi này thì nó sẽ giúp cho cái bề mặt của phần ớt của mình á, nó được bảo quản một cái lớp. Thì khi đó ớt chúng ta sẽ không bị hư, không bị mốc. Khi dầu đã sôi chúng ta sẽ cho vào hết cái phần tỏi còn lại rồi. Các bạn phi đến khi nào mà tỏi nó vàng và nó thơm, thiệt là thơm ha các bạn ha. Và sau khi phần tỏi chúng ta đã vàng và thơm như thế này rồi, chúng ta sẽ tắt bếp ha. Bây giờ chúng ta sẽ trút cái phần tỏi mà chúng ta phi lên cái phần ớt ha. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau khi chúng ta trộn đều lên là chúng ta đã xong cái phần ớt rim của mình rồi đó các bạn. Đây là thành quả của mình nè. Các bạn rim đến khi nào mà nó sệt như thế này, đó là mình mới đạt được yêu cầu của cái món này ha. Còn nếu như các bạn mà rim không tới thì cái phần ớt của mình á, nó mình để sẽ nó bị dễ bị hư và dễ bị mốc. Các bạn phải rim cho tới thì cái phần ớt của mình nó vừa sánh vừa kẹo lại mà nó lại có thể bảo quản được lâu. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho cái phần ớt này nguội và chúng ta sẽ cho vào trong hũ.
Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thử cái món ớt rim dường mới làm xong với lại bánh tráng. Mình sẽ chét lên này, quét lên này. Nghe cái mùi thôi là đã hấp dẫn rồi đó các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ quấn lại và chấm với một ít nước tương. Cái phần ớt thì nó rất là kẹo, nó giống như là mứt vậy đó. Và nó ngọt ngọt, cay cay. Thì cái vị cay của mình làm thì nó hơi cay hơn một chút xíu. Còn các bạn là nếu như không ăn cay được thì các bạn sẽ giảm cái phần ớt hiểm xuống. Các bạn sẽ tăng cái phần ớt kiển màu đỏ để có cái màu đỏ đẹp thôi. Thì chúng ta sẽ ăn rất là ngon. Cay lắm các bạn, nhưng mà cực kỳ ngon. Cái món ớt rim này các bạn mà nếu như đi về Đà Nẵng nè, Quảng Ngãi nè hay là Huế nè, thì các bạn khi ăn bún bò, ăn mì Quảng hoặc là ăn bún tương thì người ta sẽ sử dụng cái phần ớt rim này để cho vào trong bún, trong mì Quảng, ăn cực kỳ là ngon luôn và rất là kích cái vị giác của chúng ta. Mình mong rằng các bạn sẽ thử làm một lần. Bây giờ thì sau khi cái phần ớt của mình nó đã nguội rồi, các bạn phải nhớ là phải để thật là nguội. Thì khi chúng ta sẽ cho vào trong một cái hũ thủy tinh như thế này ha, thì chúng ta sẽ để vào trong tủ lạnh. Ngăn mát của tủ lạnh là chúng ta có thể là bảo quản được 2 tháng mà không cần bất cứ một chất bảo quản nào hết.